cái cảnh khổ đã mỏng cái bên rồi, thầy nói tuột tuồng đời mỏng tọ màn the, hay là tuồng đời như pháo châm ngồi bá gia yên lặng mà coi cùng này. Lúc này là quá cái tuồng đời quá mỏng manh, cái khổ đà thầy nói là khổ đà đi đến như tên, ráng lo tu niệm tìm nền viên hoa chỉ đà. Lúc này phải khỏe má, phải nhanh chân trở lại cái con đường lo tu nha. Thầy nói là đến chừng đó bốn phương đều có giặc khắp đông tây nam bắc chịu u sầu, cho nên là thầy kêu là phải bốn phương có giặc khắp hoàn cầu, thiết thiết tha tha dậy sớm mau kiếm chữ ma ha thì Phật cứu khỏi nơi khói lửa. Ma ha là trở lại cái con đường đạo thì Phật mới cứu khỏi nơi khói lửa. Thì có người hỏi dạ thưa thầy, thầy nói đến chừng đó bốn phương có giặc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cung kính đức thầy. Và kính thưa toàn thể quý ông bà cô bác anh chị em gần xa kính mến. Quý cô bác đừng có trễ trì, đừng có hứa hẹn, đừng có dằn trần chờ giải đãi nữa thưa bác. Thầy nói là thấy trần thới hỡi còn lưỡng lự, muốn tu mà còn hỡi chần chờ. Việc thế gian như thể cuộc cờ, thắng giới thối một hai nước tướng. Cho nên là cô bác mình thấy thế giới hiện giờ họ, thầy nói là cái cuộc thế giới bây giờ là giống như cái bàn cờ vậy đó, là chỉ là tướng một cái là bí đó cô bác. Thầy nói là cờ thế giới ngày nay gần thúc, nên Phật tiên phải xuống hồng trần. Chừng lao sao ác thú non tầng, thì Nam Quốc lương dân mới biết cờ đã thất còn chờ nước chiếu mà còn ăn con chốt làm chi. Cờ đã thắt là cái đời buổi hạ quân này đã nhiều cảnh đau khổ quý cô bác. Hồng trần cảnh khổ xiết bao, khuyên trong lê thứ bước vào đường tu. Tu cho qua cửa diêm phù, khỏi xa địa ngục ngao du tiên đài. Tuồng đời chẳng có bao giai, nên viết một bài cho bá tánh coi. Tuồng đời như pháo châm ngồi, bá gia yên lặng mà coi khùng này. Tuy thế giới bao hàm rộng rãi, vẫn nằm trong cái máy thiên cơ. Chuyển lai trong một phút giờ, chúng sanh như cá đang hơ trên lò. Cho nên là hiện giờ các bác mình thấy cái thế giới ngoài địa cầu này là các ngài cho biết là chuyển lai trong một phút giờ. Chuyển lai trong một phút giờ, cục máy thiên cơ mỗi phút mỗi thai, nẻo thạnh chi si như thở tên bay, đường dinh nhục rủi mai có một lát. Cũng đừng nghĩ việc còn lâu, trước sau một khắc địa cầu rung rinh, ầm ầm sấm nổ liên khinh. Lúc đó sấm vang thì lộ bản vàng, mà lúc đó mà mình chưa có giác ngộ lo tu hành nữa thì lúc đó gọi là cô bác mình thấy là nếu để trễ trầy rèn chẳng kịp, khuyên ai khuya sớm ráng chuyên cần, phải lo tu nhanh tu gấp chứ đừng có chần chờ giải đãi hứa hẹn nữa. Mãn còn tư lự tình tan, thuyền từ tới bến thanh nhàn bớ dân. Cho nên là lúc này đừng có tư lự tình tan, đừng có giải đãi chần chờ, phải ráng lo tu nhanh tu gấp. Tại vì cái chữ tu là như thế nào, thầy nói chữ tu chứ khá trễ trầy, phải trao phải sửa nghe thầy dạy phiên. Trao sửa những gì thì trao sửa từ thân lẫn tâm, và phải ráng là lo tu thân và lo tu tâm và lo tu cầu quý của bác đồng đạo. Tu thân là gì, thầy nói việc tu thân thiện tính hẳn hờ, chừng quả đến e cho khó tránh. Cái thân chúng ta có vi phạm những gì, một là sát sanh, hai đạo tặc, ba tà dâm, là tu khẩu, là phải ráng gắng là lưỡng thiệt ỷ ngôn ác khẩu dòng ngữ tham lam sân nộ mê khi, và ráng gắng giữ tám điều răn cấm. Là thầy nói khi đã coi giảng hãy sự thế tự xét mình, sửa sang những thứ thật xấu mình làm lỗi thì dứt bỏ, và giữ những điều răn cấm sau đây. Cái quan trọng chính yếu của chủ trương của đức thầy là dạy trong giáo lý Phật giáo hảo là trong tám điều răn cấm đó là cơ bản cơ bác. Thầy nói là gìn giới cấm, sửa tâm mô tạp, niệm Phật thì phải dẹp lòng tà, nhớ từ bi hai chữ ngâm nga, dầu làm lụng cũng là chì chí. Cho nên là chúng ta niệm Phật, mà đức thầy khuyên là bá gia hãy ráng làm lành, niệm Phật cho rành đặng thấy thần tiên,
thì á, là muốn niệm Phật cho rành thì phải ráng làm lành chứ bác. Tại mình nguyện với hàng ngày đó là nay con nguyện cải hối ăn năn làm lành lánh dữ, quy y theo mấy ngài tu hiền theo Phật đạo. Chỉ có một cái con đường là tu hiền theo Phật đạo mới thoát cái cảnh khổ quý của bác và đồng đạo. Tại vì á, thầy nói là phước đức quý hơn bạc vàng, thầy nói là quy đầu Phật pháp khỏi lâm tai nạn. Chỉ có con đường là trở lại cái con đường là quy đầu Phật pháp mới khỏi lâm tai nạn. Quy đầu Phật pháp là phải trở lại cái con đường nghe lời thầy dạy là nay con nguyện cải hối ăn năn làm lành lánh dữ, quy theo mấy ngài tu hiền theo Phật đạo, quy đầu Phật pháp mới khỏi lâm tai nạn. Phước đức quý hơn bạc vàng, những người bạc ác giàu sang ít gì, chi bằng ăn ở nhu mì nghe lời Phật thánh kính gì người trên, hiếu chung lòng chớ giỏi quên, sống lo trọn đạo thác lên tiên đài. Nam mô miệng niệm hằng ngày lánh lời vua Mỹ học dài kệ kinh, trao tâm luyện tánh cho minh chuyên lo niệm Phật sửa mình cho trơn. Kỳ này Đức Thầy kêu chúng ta là phải ráng chuyên lo niệm Phật các bác. Cái pháp môn Nam mô A Di Đà Phật 6 chữ, đi đứng nằm ngồi ráng niệm chớ quên, không đợi gì thời khắc sửa mình cho trơn, là chúng ta đừng có vi phạm 10 điều ác và 8 điều răn cấm thì sửa mình cho trơn. Quá gia hãy ráng làm lành, niệm Phật cho rành đặng thấy thần tiên, hay là niệm Di Đà, ráng niệm cho rành thì mới được sống coi tiên thánh. Thì mình muốn niệm cho rành thì phải niệm Phật, là phải biết bốn đại đức của chư Phật và làm sao cho ta đắc được bốn đức ấy. Cho nên muốn niệm Phật cho rành là mình phải có cái tấm lòng thương người và mến vật, và phải có lòng nhân, và phải có cái tấm lòng từ bi. Là cảnh Địa gian nan bá tánh hầu cời các bác, mình thấy là hiện giờ là cái cảnh gian nan hết sức là cái cảnh gian nan với bác. Đức Thầy nói nghiệp ngồi khùng chí đói nhìn cuộc thế, thấy dân man xu thế mà thương, chẳng qua là Nam Việt vô dương nên ta ắt xảy ra thảm thiết, bạc không cánh đổi thay chẳng biết, vàng bị nghèo mấy chiếc chẳng còn, mới mấy năm sau quá hao mòn, mùa màng thắt đói đau không thuốc, thương hại bấy lê dân đứt ruột, thảm vợ con đói rách đùm đeo, gẫm chữ nghèo thường mắc chữ gheo, thêm gạo lúa lại tăng giá mắc. Cho nên Đức Thầy nói là đã có sự thật, hiện giờ là có báo thấy là gạo lúa lại thêm giá mắc, là lúc này là thầy nói là mùa màng thắt. Thì các bác mình thấy hiện giờ là năm từ đó là năm bệnh dịch tới bây giờ, các bác mình thấy là từ khi năm dịch khởi lên năm 19, năm 1919 là năm 19 là khởi là bệnh dịch tới giờ, là các bác mình thấy là từ đó về sau trải qua là mấy năm nay, các bác mình thấy là ở Bình Dương, các bác mình thấy không? Bình Dương khi xưa đó là ở dân ở miền quê mình đó là thất nghiệp lên Bình Dương, thành phố Bình Dương mằn ăn được lắm. Là mà từ khi mà bệnh dịch khởi lên tới bây giờ đó là các bác mình thấy là tất cả các thế giới, hoặc nào là Nga khởi quân đánh Ukraine, thế giới có chiến tranh, rồi từ khi bệnh dịch rồi thế giới chiến tranh, rồi là khiến cho tất cả nhân loại tất cả các nơi bây giờ là cái cuộc sống hết sức là khó khăn các bác. Cho nên là sống khó khăn còn chết dễ dàng, nhìn vào khắp cảnh nhân gian lao đao chẳng khó khác như thòn gặp giông, cơ trời khiến cho vạn khổ ách nước nào có kém chi, bên nào cũng đủ cánh vi, một cơn cắn mổ còn gì lá lông. Như vậy là các bác thấy là hiện giờ là cơ trời khiến cho vạn khổ, từ khi bệnh dịch tới giờ là biết bao nhiêu trùng 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 cái khổ, ách nước nào có kém chi. Các bác mình thấy những cái ách nước mà cái đầu năm mùa xuân Giáp Thìn năm nay là có cái nước ngập ở Tiền Giang ngã ba Trung Lương Mỹ Tho các bác. Cho nên là các ngài nói là nó đã những gì các bác mình thấy tìm hiểu trong giáo lý của Phật của thầy nói, những lời tiên tri hôm nay nó đã có ứng hiện rồi. Các bác cùng chúng tôi phải ráng ráng lo tu, cơ trời khiến cho vạn khổ ách nước nào có kém chi, vậy là mùa màng thắt đói đau không thuốc, thương hại bấy lê dân đứt ruột, thảm vợ con đói rách đùm đeo, gẫm chữ nghèo thường mắc chữ eo, thêm gạo lúa lại tăng giá mắc. Hiện giờ các bác mình thấy là mùa màng thắt, từ khi là bệnh dịch tới bây giờ là tất cả các nơi công ty ở ngoài thành phố Bình Dương có rất là nhiều công ty đóng cửa, là cũng do ảnh hưởng cái gì, là từ khi bệnh dịch nổi lên rồi làm cho tất cả các nước
họ hàng hóa họ buôn bán qua lại là không có được thuận tiện, cho nên là hàng hóa các nước không được thuận tiện, rồi cho nên là tất cả các công ty ở ngoài Bình Dương thành phố là họ đóng cửa, cũng có nhiều công ty rồi đó. Là cộng thêm là cái nạn là các bác mình thấy là những cái nạn chiến tranh nữa, một khi bệnh dịch rồi tới cái nạn chiến tranh nữa, rồi là làm cho tất cả là mọi người là tất cả toàn cầu bây giờ rất là nhiều cái cảnh khổ, thất mùa thất nghiệp rất là nhiều. Năm nay ruộng lúa cũng có cái đồng là ruộng lúa cũng có bị bệnh, những cái bệnh lá vàng, thì các bác thấy hiện giờ ruộng lúa trong mùa đông xuân năm nay cũng có khởi lên những cái bệnh lá vàng cũng rất là nhiều. Cho nên thầy nói là mùa màng thất, những cái cảnh nay gần đến long phi xà dĩ, cảnh gian nan bá tánh hầu cời. Đây là đức thầy nói là năm 1939, là hôm nay là 2024 là năm Giáp Thìn các bác. Như vậy là cảnh gian nan bá tánh đã hầu cời rồi, màng ăn bây giờ các bác mình thấy mùa màng nó thất rồi, tất cả các nơi màng ăn nhất là năm nay là các bác đã thấy lộ cơ, trời báo ơn diệt loài gian, tìm kiếm con tiên nở hồng trần túc trái tiên phiên, ta quyết dẹp cứu nàng dương thế. Cho nên là thầy thấy những cái cảnh khổ ở thế gian chỉ có cách là muốn cứu quyết cứu đời dùng đạo phổ thông, ước mơ cho được đại đồng tràn trề khắp cả lạc hồng thảnh thơi. Cho nên bây giờ thầy mới đem cái đạo để truyền dạy cho tất cả mọi người phải mau sớm trở lại cái con đường lo tu thân hành thiện, mau mau kiếp kiếp chuyên cần chúng sanh còn có lập thân hội này, chỉ có một hội này để ráng lập thân, nếu để trễ trầy rèn chẳng kịp, phiên ai phía sớm ráng chuyên cần. Như vậy là trở lại hai câu giảng của đồng đạo hỏi là nay gần đến long phi xà dĩ, cảnh gian nan bá tánh hầu cời. Như vậy là mình cô bác mình đã thấy là cái cảnh gian nan cảnh khổ từ đây sau đó đã hầu cời, những cái cảnh là cô bác mình thấy là thầy nói là cảnh thảm khổ chiều mai sẽ đến, sao vẫn còn chịu mến trần mê, mắt nhìn ngoại quắc thảm thế, nam ban cảnh khổ cũng kề bên tai, cuộc biến động nay mai nguy ngập, một hội này ráng lập thân danh. Cho nên là những cái cảnh thảm khổ từ khi bệnh dịch tới giờ hết sức là nhiều cảnh thảm. Rồi các bác mình giờ mình thầy nói là cảnh thảm khổ chiều mai sẽ đến, sao vẫn còn chiếu mến trần mê, tới bây giờ mình chưa giác tỉnh lo tu nữa. Thầy nói là mắt nhìn ngoại quắc thảm thê, nam ban cảnh khổ cũng kề bên tai, cuộc biến động nay mai nguy ngập. Cho nên là ở ngoài thế giới hiện giờ họ rất là nhiều cái cảnh khổ các bác, vậy cho nên thầy nói là cảnh gian nan bá tánh hầu kề. Mình thấy như vậy là mình phải ráng cố gắng lo tu để cho kịp lúc khỏi lo kỳ này. Các bác thầy cho biết là phải ráng cố gắng lo tu mau tu gấp, đời cùng tu gấp kịp thì đặng xem báo ngọc ly kỳ năm non, hay là đời cùng còn chẳng mấy năm, khắp trong các nước thay nằm bằng non, cha thì chẳng thấy mặt con, vợ thì chồng chẳng được còn tại gia. Đây là lời của Đức Thầy ngài nói các bác mình giờ, nếu mà thấy hiện từ hiện hiện, hiện bây giờ đã có sự thật vậy thì ráng gắng lo tu cho mới kịp các bác. Bởi vì việc việc xảy đến đây truyền sự thật ấy là lời của Phật giáo phiên, ráng nghe lời của kẻ khùng điên, Phật tiên thánh hãy nên trọng kính. Vậy cho nên thầy mới phiên chúng ta là đời cùng còn chẳng mấy năm, khắp trong các nước hay nằm bằng non, cha thì chẳng thấy mặt con, vợ thì chồng chẳng được còn tại gia. Phiên trong lê thứ trẻ già tu hành hiền đức Phật mà cứu cho. Vậy là kỳ này là
Đức thầy ngài cho biết là ráng cố gắng là lo tu hành thiền đức Phật cứu các bác. Thầy nói là đến chừng đó bốn phương có giặc khắp hoàng cầu thiệt thiết tha tha, dậy sớm mau kiếm chữ ma thì Phật cứu khỏi nơi khỏi lửa. Vì vậy cho nên thầy nói là đến chừng đó bốn phương đều có giặc khắp đông tây nam bắc chịu u sầu, cho nên là thầy kêu là phải bốn phương có giặc khắp hoàn cầu thiết thiết tha tha, dậy sớm mau kiếm chữ ma ha thì Phật cứu khỏi nơi khói lửa. Ma ha là trở lại cái con đường đạo thì Phật mới cứu khỏi nơi khói lửa. Thì có người hỏi dạ thưa thầy, thầy nói đến chừng đó bốn phương có giặc, vậy mình trốn ở đâu? Đức thầy nói chúng mình lủi cho bàn con thiên trốn. À, ý Đức thầy khi chúng ta là phải ráng cố gắng là bàn con thiên là mình phải ráng lo cúng lại các bác. Thầy nói là đi xa thì cũng dặn rành, bàn thông thiên cũng thiệt hành như y, bốn phương đều đọc vậy thì cúi đầu bái tạ từ bi Phật trời, sớm thì gì bình đẳng cho lơi, thường hành như vậy nhớ lời đừng sai, ra đi dặn lại một bài cho trong bổn đạo hôm mai rèn lòng. Thầy ra đi dặn lại bài cái bài quy y và kêu mình phải ráng gắng kỳ này phải mau trở lại con đường là quy đầu Phật pháp khỏi lâm tai nạn, là mình đó là ra đi dặn lại một bài là bài quy đó các bác, phải mau trở lại cái con đường quy theo Phật mới thoát, mới lâm mới thoát những cái cảnh tai nạn khổ chiến tranh giặc giả. Thầy nói chiến tranh thảm khốc toàn lê thứ, lo nổi đói đau giống lạc hồng. Thì đã trở lại hai câu giảng, thầy nói đồng đạo hỏi nay gần đến Long Phi Xà Dĩ, cảnh gian nan bá thấy học trời, cái cảnh khổ đã mỏng cái bên rồi. Thầy nói tuồng đời mỏng tọ màn the, hay là tuồng đời như pháo châm ngồi má da yên lặng mà coi cuộc này. Lúc này là quá cái tuồng đời quá mỏng manh cái khổ đà. Thầy nói là khổ đà đi đến như tên, ráng lo tu niệm tìm nền duy hoa chỉ đà. Lúc này phải nhanh chân trở lại cái con đường lo tu, nhanh tu gấp của bác là tu mau kẻo trễ hỡi người ơi, trần gian sụp đổ đến nơi đây rồi. Công danh phú quý cuộc đời là tuồng mộng ảo giấc mơ mai tà mau tàn, tiền tiền bạc bạc vàng vàng càng thâu cho lắm lại càng khổ thân. Rồi khi tách biệt dương trần hai bàn tay trắng giữ phần nào đâu, chi bằng thức tỉnh tu mau kịp kỳ long hội cùng nhau thanh nhàn linh sơn hội. Rồi tới khi mà hôm nay là Đức Thầy ra đời, ngài cho biết là cõi trung ương đã luân chuyển phương nam rồi, ngày nay thế cuộc xây dần về nam rồi, cõi trung ương bây giờ đã luân chuyển ở phương nam. Mà phương nam là đất nước Việt Nam, đất nước Việt Nam chúng ta có ba miền Nam Trung Bắc, mà đất nước Việt Nam chúng ta là đặc biệt là ở vùng Thất Sơn các bác. Như vậy là cõi trung ương luân chuyển phương nam, cõi trung ương này là nói tóm lại là cõi trung ương là tại trong miền Thất Sơn bảy núi, gọi là Thất Sơn màu nhiệm. Mà đến cái ngày mà Thất Sơn màu niệm là trung ương rồng lộn, là lúc này là núi cấm có biến chuyển các bác, cho nên là lúc này là Thất Sơn tiếng nổ là quy cổ diệt kim, cửu cửu y duyên tình riêng tham báo, đổ máu tuôn rơi khùng mới nói chơi chư ban hàng phục. Vậy là cái năm nay là cũng năm Giáp Thìn, mà thầy nói là cũng là năm rồng rất là nhiều quý cô bác đồng đạo. Chừng lập hội nổ ba tiếng sấm, các đá bay núi lở tan tành, nơi Thất Sơn có một cái thành. Đây là lúc này là lúc là trung ương rồng lộn các bác, là lúc đó là có ba tiếng sấm, núi đá cá bay núi lở tan thành, nơi Thất Sơn có một cái thành, trời sắp sẵn để dành dự hội. Đủ thành trì bốn bươm bên ngoại nội, cùng hoa ly rực rỡ chói ngời, có tứ linh chầu trực ngôi trời cho Minh Chúa gia đời sửa trị. Nước Nam Việt có ngôi báo vị, năm châu này chỉ một nơi đây, cờ Quỳnh Long cao thấu chân mây, khắp bốn biển đông thay tây đều thấy. Cả vạn quốc nước nào chú nấy, đồng kéo vào Nam quốc chiến tranh, cờ Bắc quái tiếng nổ giang thinh, trái bơm nổ rung rinh mặt đất. Như vậy là chừng nào có tiếng sấm giang, chừng nào tiếng sấm nổ giang, Thất Sơn lộ vẻ đền vàng báo thai. Như vậy là ba tiếng sấm lầu đài lộ vẻ, thập bát quốc chư hầu giành xé,
đủ hoặc bàn môn khắp bàn môn tả đạo tranh giành đủ sắc cờ vàng đỏ trắng xanh đủ mối đạo tam thiên lục bá, cho nên là cờ Quỳnh Long cao thấu trên đây khắp bốn biển, ta đông thay đều thấy. Lúc đó là cả vạn quốc nước nào chú nấy đồng kéo vào Nam quốc chiến chinh quốc. Như thầy cho biết là sấm vàng thì lộ bản vàng chữ nhu thế giới khắp tràng đến thi chữ thi gần chữ sầu bi bị hàm của báo ly kỳ máu rơi chừng đó mới trời ơi đất khởi mang khổ hình vì bởi chẳng tu. Cho nên là Đức Thầy ra đời khai đạo năm 1939 tới giờ, mà tới bây giờ mà tới tới ngày đó mà chúng ta vẫn có chưa giác ngộ lo tu nữa, thì thầy đó là mang khổ hình vì bởi chẳng tu. Chứ những người có tu thì có Phật và Bồ Tát và Đức Thầy được gia hộ cho những người đó. Các bác chư thần sẽ gia hộ dìu dắt mọi người tín đồ, những người nào tu chân chánh đi vào trong vùng bốn ông thẻ với cô bác đồng đạo. Cho nên mang khổ hình gì bởi chẳng tu, những người nào không nghe lời thầy lo tu niệm thì người đó sẽ bị khổ hình, còn những người nào có tu rồi thì đó là thầy cho biết là ráng lo tu niệm đặng thầy cứu cho, đến lâm cảnh khổ có ta giới lệnh Phật bà cứu vớt dùm cho. Thì để chữ tu chớ khá trễ chày, phải trao phải sửa nghe thầy giải khuyên kỳ này. Quý cô bác đừng có trễ chày, đừng có hứa hẹn, đừng có dằn chần chờ giải đãi nữa. Thưa bác, thầy nói là thấy trần thế hỡi còn lưỡng lự, muốn tu mà còn hỡi chần chờ, việc thế gian như thể cuộc cờ là nay gần đến long phi xà dĩ. Mà hôm nay là cô bác và đồng đạo biết là Đức Thầy viết năm 1939 cái quyển gì kệ dân của người khùng này, mà năm nay là 2024 là năm Giáp Thìn rồi. Năm nay là năm Giáp Thìn là cô bác mình thấy là mấy chục năm, Đức Thầy viết bài này là mấy chục năm, mà thầy nói một câu là nay gần đến long phi xà dĩ, thì năm nay là năm cũng là năm rồng đó quý cô bác, năm nay năm rồng năm Giáp Thìn. Cảnh gian nan bá tánh hầu kề, long phi là gì? Long phi là long là rồng, phi là bay, xà dĩ là đuôi rắn. Vậy cho nên là Đức Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm ngài có tiên tri, thì những cái đoạn này của bác chúng tôi như chỉ của bác cũng thông cảm chúng tôi chỉ đến đây nhắc lại giáo lý thầy và những cái lời tiên tri của cụ Trạng Trình và của bậc thầy Thế An, thì là cái này cũng phù hợp của đại Trạng Trình ngài cũng có tiên tri, mà không biết là năm rồng rắn nào thì mình cũng không có biết, nhưng mà đây là mình nhắc lại cái lời tiên tri thôi. Thì cụ Trạng Trình có tiên tri là long dĩ xà đầu khởi chiến tranh, can qua xứ xứ khởi đao binh, mã đề gương cước anh hùng tặng, niên dậu thân dậu niên lai kiến thái bình. Vậy là thầy nói là nay gần đến long phi xà dĩ, cảnh gian nan bá tánh hầu kề. Và chúng tôi nhắc một đoạn nữa của giáo lý của thầy quý cô bác đồng đạo, đây là chúng tôi nhắc lại lời thầy thôi, mà không biết là long phi năm rồng rắn nào ra cô bác đồng đạo, thì cô bác đồng đạo tìm hiểu thêm. Chứ Đức Thầy nói về cái năm rồng rắn là rất là nhiều, Đức Thầy có nhắc cũng là của Trạng Trình, của Đức Thầy nhắc một đoạn của cụ Trạng Trình tiên tri nó cũng phù hợp với đó cô bác đồng đạo. Đức Thầy nói là những sấm ngài, Đức Thầy nói là ngày nay xe lết xe lôi đúng lời truyền sấm của hồi đời lê
là năm nghe rồng rắn nghe ngựa dê, chúng sanh thế giới ơi hời thấy phơi, giảng trình chuyên sấm mấy lời ngày nay dân chúng dạy thời ráng trí. Hiền nhân bổn phận tu mi hãy mau thức tỉnh kiếm thầy quyền cơ, ngọn đèn khi tỏ khi mà chúng sanh còn đợi còn chờ chuyện chi. Trên trời xuất hiện tử vi, quang minh sáng suốt dạy thầy dân ơi. Vậy là trên trời xuất hiện tử vi, là cô bác mình thấy là cái sao tử vi đã xuất hiện. Thì cô bác mình thấy là ở bên Trung Quốc họ cũng có một cái nhiều cái nha, cũng cái có người tài của bác, họ đã dòm cái họ xem địa lý, họ biết được là đất nước Việt Nam chúng ta là có xuất hiện tử vi, là sau này họ biết là sau này đất nước Việt Nam chúng ta có sức vua và sức những nhân tài, cho nên họ mới yếm của bác, họ yếm là cho đất nước Việt Nam chúng ta không có sức vương và không những cái nhân tài, không có xuất hiện được. Vậy cho nên là của bác thấy là ở bên Trung Quốc mà dòng họ Mạc đó họ cũng có cái sự hiểu biết tài năng, nhưng mà đâu có được, tại vì là Đức Thầy nói là thiên lý dị, Thầy nói là giờ mất câu thiên lý dị nhiên nên còn đãi thiên quay đấy, lệnh ông không không minh ông nói là thiên lý dị nhiên lòng người muốn dạy nhưng mà lòng trời chưa dạy, cho nên là Đức Phật Thầy đâu có cho họ được tự do cái việc làm của họ với các bác. Cho nên Đức Phật Thầy ngài biết trước, ngài mới sai Đức Cố Quảng Trần Văn Thành cấm năm ông thẻ, cho nên là mới có là cấm năm ông thẻ không lẽ thua Tàu. Vì vậy cô bác mình thấy là ông thẻ thứ nhất ở Cần Đăng Vĩnh Hành là gọi là Đông Phương Thanh Đế, ông thẻ thứ hai là Hắc Phương Bắc Phương Hắc Đế, ông thẻ số ba là Tây Phương Bạch Đế, ông thẻ thứ tư là Xích Phương, ông thẻ thứ tư là ông thẻ thứ tư ở bà bài là ông thẻ thứ tư ở bài bài là kêu bằng Xích cái gì á, Phương Xích Đế đó. Như vậy là thầy ngài còn ông thẻ thứ năm là ai cấm, khi mà Đức Cứu Quảng Trần Văn Thành cấm ông năm ông thẻ bốn thẻ rồi thì là Đức Phật Thầy ngài mới chính tay, Đức Phật Thầy ngài lên trên núi cấm ngài cấm thêm một ông thẻ trung ương nữa các bác, là gọi là ông thẻ số 5 là Trung Ương Quỳnh Đế. Thì như vậy là Trung Ương Quỳnh Đế là ở trên núi cấm với cô bác đồng đạo. Vậy cho nên là có đoạn là Đức Phật Thầy ngài cho biết là bây giờ còn giấu chi đâu, từ đây sắp lớn không lâu mà chờ năm dần nhiều nỗi bơ vơ, đến bước qua năm mẹo như tơ rối cuồng, năm mẹo tháng mẹo chưa buồn, năm mẹo tháng hợi lễ tuôn dòng dời, vậy mà chưa mấy ủ ơi trung ương rồng lộn ơi hời thay thi. Vậy cho nên là có ông biết cô bác biết cái là trung ương rồng lộn là con rồng gì không, cho nên là con rồng ở trung ương là dòng vàng với cô bác, gọi là Trung Ương Quỳnh Đế. Vậy là tới trung ương rồng lộn ơi hời thay thi, mèo kêu dứt đến sầu bi, đến gà về ổ dậu thì bình an, cho nên là trung ương rồng lộn. Thì cô bác mình thấy là cái ông rồng mà ở trung ương là gọi là Trung Ương Quỳnh Đế đó, là rồng vàng, mà rồng vàng mà thầy ngài cho biết là trong bài Hố Hồ Phan đó, thầy nói là Quỳnh Long Lộ Dĩ Bạch Sĩ Tiền Sành Nam Bắc Công Khanh ra đời cứu tế, họ sang sự xế mắc cưới chương lương tự giác thôn hương hoa dương cơ khi lập
chí hiền nhân nên mới có cơn. Thất sơn tiếng nổ quy cổ diệt kim, cửu cửu duyên tình duyên tham bảo, đổ máu tuôn rơi khùng mới nói chơi, chư ban hàng phục. Vậy cho nên là trung ương rồng lộn, thì cô bác mình thấy là rồng ở trung ương là dòng vàng, mà dòng lộn này đó là cô bác mà trung ương dòng lộn ơi hời thay thi, mèo kêu nhức tới sầu bi tới đến gà dài ổ dậu thì bình an, thì vậy là dòng vàng xuất hiện là lúc đó là quỳnh long lộ dĩ, các bác là quỳnh long lộ dĩ là lúc đó là núi cấm, là núi núi cấm là lúc đó là có vận chuyển, mà thầy đó là thất sơn giấy loạn là cơn hiểm nghèo, nơi phía trước treo leo tiếng khóc, đứng sau lưng hình dốc dải chân, nước kia lửa nọ tưng bừng, thảm cho thế sự lẫy lừng nạn tai, thời cũng tại không ai tu niệm, cứ lẳng lơ ngạo biếm khoe khoang, đến nay là buổi tai nạn tam thiên lục bá khắp tràng hải dân. Vậy cô bác mình thấy là Đức Phật thầy ngài cho biết là trung ương rồng lộn ơi hời thay thi, thì trung ương là rồng ở trung ương là cái chữ trung ương là ở tại vùng Thất Sơn các bác, tại thầy nói là cõi trung ương luân chuyển phương nam, mở hội thánh chọn người trung hiếu, thì cõi trung ương khi xưa là ở bên trung tâm Ấn Độ, Phật Thích Ca ra đời lập Nói lục bảo là chỗ này chưa dứt, cực kế xảy ra động đất chỗ kia, do nguyên nhân gì? Tại vì á, là Đức Thầy Ngài có tiên tri cho biết lâu lắm rồi, cô bác đồng đạo. Thầy tiên tri năm 1939, Đức Thầy nói là tồn xưa kia sắp đặt đã lâu, phải chuyển xây trái đất một bầu, đặng lừa lọc con tiên cháu Phật, hay là hoàn cầu trái đất chuyển xây, gớm ghê cho chúng phơi thay muôn ngàn, ngày nay đạo đức chẳng màng, rồi sao dẫu có tiền mà ngàn khó mua. Vậy cho nên các bác mình thấy năm nay, năm Mậu năm nay tự nhiên có xảy ra chiến tranh và bão lụt, thiên tai, động đất chỗ này, động đất chỗ kia, động đất chỗ nọ, động đất. Các bác còn thấy cái quả địa cầu mình bây giờ là đều 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 là nơi này động đất, nơi kia đất sụp, hết sức là nhiều cái cảnh thảm họa thiên tai. Cho nên là đúng như lời của Đức Tôn Sư đã tiên tri năm 1939 là hoàn cầu trái đất đã chuyển xây, mà chuyển xây lần này là để lừa lọc con tiên cháu Phật. Các chư Phật từ đây lựa tuyển coi ai là đức hạnh hiền từ, cho nên hoàn cầu trái đất chuyển xây lần này để mà coi ai là người có duyên lành cùng Phật pháp để trở lại cái con đường lo tu thân hành thiện. Còn thầy cho biết là còn kẻ chẳng tĩnh tâm, sao đền tội cũng chẳng trách Phật tiên không chỉ bảo. Cho nên là năm Mậu năm nay các bác mình thấy là nhiều cái sự lộn xộn lao sao, mà lúc này Đức Thầy Ngài cho biết là bây giờ thế giới bi ai, hiện bây giờ là thế giới bi ai, là thế giới có lâm vào cái nạn chiến tranh đó các bác. Cho nên là lục bão chỗ này chưa dứt, rồi cớ để xảy ra động đất chỗ kia là do cái trái đất hoàn cầu chúng ta hôm nay là đúng như lời thầy nói đã chuyển xây rồi, mà năm nay là chuyển xây hết sức là nhiều, hết sức là mãnh liệt cái đứa cô bác, rồi là thêm là nào là động đất, rồi thêm là thiên tai nữa, rồi cô bác là nạn trời khắp đông tây reo rắc, thêm nạn người nam bắc hoành hành, chỗ này chưa dứt chiến tranh kế nghe chỗ nọ khởi hành binh đao, Nga đánh Ukraine. Thời gian các bác mình thấy là khi mà lời của các ngài tiên tri cho biết hết sức là đúng các bác. Nga xuất đao binh gây đại chiến, thì các bác mình thấy là Nga xuất đao binh gây đại chiến là trải qua năm nay trên 1 năm, gần 2 năm, trường hai bên đánh với nhau biết bao nhiêu cảnh khổ cho sinh linh đồ thán. Rồi tất cả thế giới, tất cả Liên Hợp Quốc can thiệp
hai bên chưa hòa bình, rồi là chưa Nga với Ukraine chưa dứt chiến tranh, rồi kế nghe chỗ nọ khởi hành binh đao. Thì thời gian năm Mẹo năm nay có báo còn thấy không, là năm Mẹo năm nay là đột ngột đất bằng sống dậy, Hamas khai chiến bỏ 500 tên lửa qua Israel làm cho đất bằng sống dậy, rồi lúc đó Israel phẫn nộ lên đem quân qua bao vây thành phố Gaza hổm dài. Các bạn thấy là cái màn trời chiếu đất, những cái cảnh khổ hết sức là khủng khiếp. Cha nọ bồng con, vợ khóc òa, tan nát xóm giềng khổ dữ a. Nhà không kẻ ở, ôi nói trước, nếu chẳng tin lời gặp thiết tha. Các bác còn thấy hiện tượng bây giờ những cái vùng mà có đang bị chiến tranh giặc giã đó, là có cái chỗ nhà người ta không dám ở, nhà không dám ở. Cho nên đúng như lời của thầy đã mách trước đó các bác đồng đạo, thầy đã nói năm nay là đã cái cuộc chiến tranh xảy ra thời gian là Nga Ukraine với hiện giờ là ở bên Hamas với Israel đánh xung đột với nhau, là có nơi là nhà không có người không dám ở. Đúng như lời thầy nói, hết sức là thầy nói là không bao giờ sai không? Nhà không kẻ ở, ôi nói trước, thầy đã nói trước, nếu chẳng tin lời gặp thiết tha. Nếu mà ai không tin lời của Đức Huỳnh Giáo Chủ, ai không tin lời thầy, ai không có duyên mà tin thầy, mà cứ chạy theo cái cuộc đời ăn chơi trị lạc gây nhiều nghiệp tội thì sẽ gặp thiết tha. Cái chữ thiết tha này là đau đớn như cưa với cắt. Nếu chẳng tin lời gặp thiết tha, còn nếu ai có duyên lành thì nên tin lời của thầy, ráng quán lo tu. Tại vì thầy nói những cái cảnh khổ này là cho mình trở lại con đường tu, là thoát khổ. Thầy nói ráng lo tu niệm đặng thầy cứu cho, đến lâm cảnh khổ có ta với lệnh Phật Bà cứu vớt dùm cho. Hồng trần cảnh khổ xiết bao, phiên trong lơi thứ bước vào đường tu. Cả kêu dân chúng hỡi ôi, sao không thức tỉnh việc đời gần bên. Khổ đà đi đến như tên, ráng lo tu niệm tìm nền vinh hoa. Kỳ này là cái khổ đã đang đi tới, nó đến như tên mau lắm cô bác. Tuy thế giới bao hàm rộng rãi, vẫn nằm trong cái máy thiên cơ chuyển lai trong một phút giờ. Chúng sanh như cá đang hơ trên lò, đời như cá ao gần cạn nước, hiện thời không phải lúc chần chờ. Như vậy là lúc này là thầy dục thúc chúng ta phải ráng cố gắng trở lại các con đường tu để tránh cái cảnh khổ. Ráng lo tu niệm tìm nền vinh hoa, cái nền vinh hoa sau này là hãnh diện đối với cái đạo, đối với đạo đó các bác. Thầy nói ngày nay đạo đức chẳng màng rồi, sao dẫu có tiền ngàn khó mua. Cả kêu dân chúng hỡi ơi, sao không thức tỉnh việc đời gần bên. Khổ đà đi đến như tên, ráng lo tu niệm tìm nền vinh hoa. Vinh này của Đức Phật Đà cùng ông Phật Tổ ban mà cho dân. Vì vậy là để trở lại hai câu giảng của đồng đạo hỏi là: nay rừng bụi có người mở ngõ thì noi theo dấu thỏ đàn dê. Thì dấu thỏ đàn dê này chúng tôi chia ra hai ý. Ý thứ nhất là đàn dê này là phải đi theo đường lối hiền. Đây là ý thứ nhất, là đi đi theo cái đường lối hiền của quá đồng đạo. Ý thứ hai, noi theo dấu thỏ đàn dê, tại vì Đức Thầy là sanh vào năm Mùi, năm Kỷ Mùi, năm 1919 các bác. Đức Thầy đản sanh năm Kỷ Mùi, năm 1919. Cho nên Đức Thầy kêu là nay rừng bụi có người mở ngõ thì noi theo dấu thỏ đàn dê, là phải đi theo đường lối của Đức Thầy các bác. Đức Thầy là tuổi Mùi, là Đức Thầy ấy ra đời để kêu gọi cho mọi người phải trở lại các con đường lo tu thân hành thiện để thoát đi cái cảnh khổ này. Tại vì là giảng kinh đọc tụng chiều nay mai làm theo lời chỉ ngày rày gặp ta, quyết chỉ nẻo lánh dòng hắc ám, đạo già đời thâm thẳm sâu xa.
khai ngọn đuốc từ bi chí thiện, tìm con lành dắt lại Phật đường. Vì vậy thương dân hiền giáo đạo Nam Phương, đặng chỉ ngõ làm lành lánh dữ. Vì vậy cho nên hôm nay là phải noi theo gió thổ đàn dê, là ý phải đi theo đường lối nhỏ dõi gót theo thầy với cô bác đồng đạo. Thầy nó cho biết là dõi gót theo thầy nương Phật cảnh, vui dày xem hội hội long hoa. Thì có mỗi chuyện dõi gót theo thầy là chúng tôi kể là mỗi chuyện là đức thầy khi xưa còn ở đây, đức thầy dắt ông Điện Đài đi núi Tà Lơn. Thì một ngày nọ đi ngang cái con suối nước chảy thì đức thầy lội dưới con suối, còn Điện Đài thì ông đi ở trên cái cây khô, đi ngang cái cây là ông không có bị ướt giò. Rồi thầy mới quay trở lại, thầy gầy ông Điện Đài, thầy nói: thầy đi đàn nào thì trò phải đi theo đàn nấy. Vì cho nên đây những cái đây là đức thầy dụng ý là thầy ra đời dạy đạo, bao nhiêu tín đồ phải làm theo lời chỉ của thầy thì sau này mới gặp thầy với cô bác đồng đạo. Cho nên là ông Điện Đài không đi theo thầy lội nước ở dưới, mà ông gặp cái cây ông đi ở trên cây, đức thầy thì lội ở dưới, đức thầy mới qua trở lại nói ông là từ đây về sau cấm trò không nên đi như vậy nữa, thầy đi đàn nào là trò phải đi đàn nấy. Vậy là quy y đầu Phật, là nương nhờ cửa Phật, làm y theo lời Phật dạy. Phật từ thiện cách nào ta phải làm theo cách nấy, Phật tu cách nào đắc đạo rồi dạy ta, ta phải làm theo cách nấy. Thầy cảnh tỉnh điều gì giác ngộ chánh đáng thì khá văn lời, điều gần nhất là ở chỗ giữ giới luật hàng ngày. Vì vậy cho nên là cái chỗ mà noi theo dấu thỏ đàn dê là phải dõi gót theo thầy. Người tín đồ phải dõi gót theo thầy, làm theo lời chỉ của thầy thì sau này mới gặp Phật, gặp thầy ở ngày đại hội Long Hoa của bác đồng đạo. Vì vậy cho nên là thầy là tuổi mùi, thầy sanh năm kỷ mùi, kỷ mão, kỷ mùi, thầy năm sanh năm kỷ mùi. Thầy sanh năm kỷ mùi năm 1919, mà hôm nay là 2023, là năm nay là thầy là 4. Thầy đản sanh, ngày đản sanh 25 lượng qua đó, là hôm nay là ngày 26 đó, thì cái mùa đản sanh lần này là thầy đản sanh lần này là 104 lần. Vì vậy cho nên là thầy ra đời, thầy là sanh năm mùi của bác, thầy là tuổi mùi. Đây là đức thầy dụng ý là phải noi theo dấu thỏ đàn dê, là phải đi theo đường lối giáo lý của thầy hướng dẫn. Mà cô bác và đồng đạo phải nên lưu ý chỗ này, tại vì là đức thầy ngài là sanh năm mùi, đức thầy có nói chỗ này, cô bác cùng chúng tôi phải nên lưu ý chỗ này. Đức thầy nói là đời đời đó, đời nay xét tới xem lui, chừng gặp tuổi mùi bá tánh biết thân. Rồi ở trong là trong giảng của Phật Trùm đó, ngài cho biết đó là cả kiêu nam nữ Tây Đông chung quy thống nhất chờ ông tuổi mùi. Chung quy thống nhất chờ ông tuổi mùi là phải tất cả cái ngày đại hội Long Hoa này phải chờ thầy trở lại của bác đồng đạo. Chung quy thống nhất chờ ông tuổi mùi, đời nay xét tới xem lui, chừng gặp tuổi mùi bá tánh biết thân. Đức thầy là tuổi mùi, thay sanh năm kỷ mùi năm 1919, chừng gặp tuổi mùi. Đây là lời tiên tri của đức thầy với cô bác đồng đạo, hãy lưu ý chỗ này. Đức thầy vắng mặt nhưng năm Đinh Hợi năm 1947, mà đức thầy ngài cho biết là chừng gặp tuổi mùi bá tánh biết thân là ngài thầy trở lại. Mà ngài thầy trở lại nó có hai cái phần quá. Thầy cho biết là ngài thầy trở lại là xử những kẻ hung hăng tồi tệ, thưởng những người trung nghĩa vẹn toàn. Ra cõi này hai chữ bảo an cho trần thế được tâm thanh tịnh. Cho nên cái câu mà đời nay xét tới xem lui, chừng gặp tuổi mùi bá tánh biết thân, hay là dưới bóng cội tùng Đức Phật Trùm, ngài cho biết là
cả kêu nam nữ Tây Đông chung quy thống nhất chờ ông Tổ Mùi, cho nên là phải chờ thầy trở lại. Rồi cô bác mà thấy là từ nay cửa khổng gài then, chờ ta trở lại thì đèn hết lưu, cho nên là ngài thầy trở lại là mới sắp xếp công việc ngày hội Long Hoa mở để ban cho xứng vị xứng ngôi thầy trở lại lập đại hội Long Hoa các bác. Mà ngài thầy trở lại nó có nhiều cái cảnh khổ lắm cô bác đồng đạo, tại vì cái mẫu chuyện mà đức thầy ngài có tiên tri cái mẫu chuyện này hay lắm. Cái mẫu chuyện mà ông Bảy dứt hỏi đức thầy, hỏi đức ông cho đức thầy đi tắm sông, rồi đó lại xuống tắm sông mà đức đức thầy nói bữa nay mình chơi cúc bắc, rồi đó là mới dứt hỏi vậy là ai cúc trước thầy, thì đức thầy nói là các ông cúc trước thầy bắt. Thì bắt đầu là mấy ông lặn các bác, thì tất cả 16 người thầy đó là 17 người, thì ông mới dứt và tất cả mười mấy ông tín đồ lặn xuống. Thì mới vừa lặn xuống là đức thầy dùng cái tay đập nhẹ trên mặt nước, thì tự nhiên mười mấy ông đạo đồng đạo nổi lên, nói tại sao thầy chưa bắt mà mấy ông nổi lên. Thì đức thầy thì mười mấy đồng đạo mới trả lời là dạ thưa thầy, không biết tự nhiên có cái tiếng gì lớn hết sức làm muốn lủng cái bàn dĩ chúng con, cho nên là chúng con không thể nào mà lặn dưới nước nữa, phải nổi lên. Rồi là đức thầy nói cái tay tôi mới có để nhẹ trên cái mặt nước mà mấy ông chịu không nổi, sau này tôi cho mấy ông biết, sau này tới ngày tôi trở lại á, tới sau này đó là cái bàn tay của tôi chỉ một cái là tất cả thế giới đều trở lại quy quy coi quy y theo Phật giáo Hòa Hảo. Cho nên đây là đức thầy dụng ý đó các bác đồng đạo. Rồi mới cởi tiếp là bắt đầu là khi đức thầy đã bắt được mấy ông đã xong rồi đó, tới đức thầy lặn, thì tới đức thầy lặn cho mấy ông bắt, thì cô bác còn thấy cái sự đức thầy lặn xuống rồi cô thấy cô bác thấy mặt nước im re không có động gợn sóng gì hết. Rồi là mười mấy ông giờ mới kiếm bắt đi tìm hoài hết sức lâu mà không thấy thầy nổi lên. Rồi lúc đó là Út mới buồn, ông phải dứt mới buồn buồn tuổi, nói mình hỏi với đức ông là cho đức thầy đi tắm một chút lên mà hôm nay là đức thầy đã mất tiêu rồi. Lúc đó là ông nào nấy muốn rưng rưng nước mắt khóc. Thì tự nhiên là bầu nhiệm là đức thầy ở trên tổ đình đi xuống nói dỗ dang với dứt, nói tại sao bây giờ tôi chờ mấy ông lâu quá rồi sao mấy ông còn ở đây. Thì lúc đó là ông phải dứt dòm lại gặp thầy mừng quá mừng của bác. Thì lúc đó đức thầy dòm đó là ông nào nấy rưng rưng nước mắt muốn khóc. Đức thầy mới dụng một cái ý nữa, đức thầy nói hiện giờ đó nước mắt của mấy ông còn động trên đôi mi, nhưng mà đến ngày sau này tôi vắng mặt rồi tới ngày tôi trở về đó, thì những cái cảnh khổ nó sẽ làm nước mắt của mấy ông không còn nữa, những cái cảnh nhiều cái cảnh khổ nó làm nước mắt mấy ông sẽ khô cạn hết. Thì cái mẫu chuyện đi tắm sông này nó có hai ý là thầy tiên tri của bác. Ý thứ nhất là đức thầy ngài cho biết là nước cờ mới nay đà khởi sắc, chỗ tài hai biển lấp non dời, dưới cùng trên ảm đạm khí trời, cả thế giới mưa hòa gió thuận. Ý thứ nhất sau này đức thầy nói á, hiện giờ là cái bàn tay của tôi chỉ đập đây là mấy ông sẽ nổi lên, mấy ông chịu không nổi, nhưng mà sau này cho mấy ông biết là cái bàn tay tôi chỉ một cái là thế giới sẽ trở về quy ngưỡng theo đạo Phật giáo Hòa Hảo. Thì đó là cái mẫu chuyện đức thầy tiên tri, sau này đức thầy sẽ dùng cái phép màu thất sơn lộ vẻ, đài lầu chừng ni sẽ thấy nhiệm màu của ta. Lúc đó đức thầy dùng cái nhiệm màu, đức thầy chỉ một cái là lấp biển về non, lúc đó là thế giới mới hàng phục cô bác. Khùng mới nói chơi chư ban hàng phục, đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, đức thầy nói hiện giờ nước mắt của ông còn động trên đôi mi, sau này đến ngày tôi về những cái khổ nó đã làm khô cạn hết. Là tới cái ngày thầy về là khổ ghê lắm với cô bác đồng đạo. Thầy cho biết là
lớp đau chết cởi thôi vô ở số thêm tà ma yêu quái chặt đường chốn hồng trần nhiều nỗi thảm thương làm sao cứu những người hung ác. Cho nên là tới cái ngày thầy về đó thầy cho biết là chừng là những cái cảnh khổ nó sẽ làm nước mắt ông khô cạn hết, là như đây là lời của thầy tiên tri Đức Phật. Những cái Đức thầy dụng những cái gì đều có ý hết Đức Phật, cái mỗi chuyện Đức thầy tắm sông Đức thầy dụng những cái ý hết sức, là những cái lời tiên tri mà cô bác cùng chúng tôi phải ráng cẩn thận rồi đây nó sẽ có. Là đến cái ngày thầy về là Phật độ khóc chứ không độ cười, là những cái khổ nó sẽ, thầy cho biết là nước kia lửa nọ tưng bừng thảm cho thế sự lẫy lừng nạn tai, thời cũng tại không ai tu niệm cứ lẳng lơ ngạo biếm phê phan, đến nay là buổi tai nàng tam thiên lục bá khắp tràng hải dân, đến thân dậu thánh thần náo động thảm cho trần nhà trống ruộng quan, tiếng than lụy ngọc nhỏ tràn nạn tai dồn dập sớm làng còn chi. Cho nên cái ngày thầy về là nạn tai dồn dập cứu bác đồng đạo, nào nước dân nào thân người chết, nào bệnh căn nào phép yêu ma. Cho nên là thầy nói từ đây hai ốm hai đau ráng tu đem được Phật vào trong tâm. Đến cái ngày thầy về còn một cái chặng bệnh dịch nữa với cô bác đồng đạo. Tại vì thầy nói lớp đau chết cởi thôi vô số thêm tà ma yêu quái chặt đường. Cái bệnh dịch năm 19 vừa rồi đó cô bác thấy là con số còn đếm được. Mà cái lời tiên tri cái đoạn này là Đức Thầy nói là sau này tới ngày thầy về là không còn con số đếm được. Lúc đó thầy mới trở về cứu tín đồ, Phật độ khóc chứ không độ cười. Chừng nào thế giới trên quả địa cầu này họ bí đường rồi, lúc đó thầy sẽ trở về để gỡ những cái rối của bác. Tại Đức thầy cho biết là một tay tá quốc an bang nước nhà vẫn đặt hớn đàn hiển dinh. Vì vậy là tới cái ngày thầy trở về là Đức thầy ngài cho biết là lớp đau chết cởi thôi vô số, là tới khi cái cảnh bệnh là nhiều cái không có lương y nào trị được. Tại vì có đoạn các ngài ngài cho biết là sau này á có nhiều chứng bệnh phát sinh, lương y còn phải khoanh tay đứng nhìn. Lúc đó là các thầy thuốc mà khoanh tay đứng nhìn những cái cơn bệnh mà không thể nào bác sĩ trị được, lúc đó là thầy mới trở về đối với cô bác học đạo. Thế nên thầy nói đau nhiều chứng dị kỳ khó cởi, của bác mình giờ hiện giờ có nhiều cái chứng bệnh dị kỳ hết sức là khủng khiếp. Rồi đây sẽ còn nhiều cái chứng bệnh dị kỳ mà Đức Thầy ngài đã cho biết. Có một chuyện Đức Thầy kể cho Út nghe là Đức Thầy nói là sau này tôi vắng mặt tín đồ tôi rất lâu, chừng nào chết vô không kịp tôi mới về. Lúc đó ông dùng lu máy vú và đựng nước, tôi bút nước cho bệnh nhân uống, nước múc không kịp, gánh không xiết. Lúc đó tôi mới rưới chúng người nào là người đó hết bệnh. Tại vì lúc thức thầy về chỉ bệnh là lúc đó là quá trời người ta tới tấp nập đông quá bác, cho nên thầy múc nước không kịp, người nước gánh không xiết. Lúc đó thầy mới dùng cái tay thầy tát tát chúng người nào là người đó hết bệnh. Đó là giai đoạn tôi cứu tín đồ tôi. Lúc đó là trời đất tối thui, năm chèo nổi lạ nổi loạn, thú thì trên rừng tràn xuống ăn thịt người không thể xiết, thú thì con xé con lôi con giành con giật ai ăn thôi muôn trùng. Còn có người hỏi dạ thưa thầy ai nó cũng nuốt hết cho thầy. Đức thầy nói người tu thú ấy cúi đầu, người không tu niệm ngõ hầu nó ăn. Vì vậy là Đức thầy ngài cho biết khi tôi trở về sắp xếp công việc trong vòng chừng vài ngày tôi sẽ vắng mặt nữa. Lúc đó ông Út mới hỏi tiếp. Lúc đó ông Út mới hỏi là tại sao thầy về mau quá vậy thầy? Đức thầy lúc đó Đức thầy buồn, thầy châu đâu mài. Đức thầy nói tại vì tới thời kỳ của năm chèo nổi loạn sát Phật sanh linh vô số điếm,
Nếu tôi ở đó thì làm sao tránh khỏi động lòng mà ra tay bắt nó sớm thì có lỗi với thiên đình, để chờ cho nó nuốt hết người hung rồi tôi mới trở về bắt nó. Vì vậy cho nên là sau này Đức Thầy Ngài trở về là để cứu tín đồ, là cái ngày mà Thầy nói là chết chôn không kịp Thầy mới về với cô bác đồng đạo. Cho nên hôm nay Đức Thầy đã vắng mặt năm 1947 nhuần năm Đinh Hợi, hôm nay cũng là gần 60 năm Thầy vắng mặt. Mà Thầy đã cho biết là ít lâu ta cũng trở về, phiên cùng bổn đạo chớ hời lãng sao, trì lòng chớ có núng nao, từ đây nhân vật mòn hao lần lần. Vì vậy cho nên Thầy kêu phải trì lòng, phải bền gan với các bác đồng đạo, mình phải trì lòng, phải bền gan chờ đợi ngày Thầy về với các bác đồng đạo. Đừng có bỏ Thầy nữa, chừng uổng lắm, tội nghiệp Thầy lắm nghe cô bác đồng đạo. Từ nay cách biệt xa ngàn, ai người tâm đạo đừng toan phụ Thầy, giữa chừng đờn nở đứt dây chưa vui buổi hiệp, bỗng Thầy lại xa. Cho nên Thầy ra đi, Thầy có dặn lại ít lời cho trong bổn đạo dạy thời ráng nghe, tà dầu ai tài phép bài khoe, am ham linh ham nghiệm sợ e mang nghèo, lựa cho phải cột phải kèo, phải dai phải giới mà theo khỏi khỏi lầm, tại vì các đạo tà mưu khéo âm thầm, dân gián tránh kẻo lâm mà khổ, chúng nó xuống khuyên răng nhiều chỗ, dùng phép màu lè mắt chúng sanh, ai tham linh theo nó tập tành, xa cạm bẫy khó mong sống sót. Cho nên Thầy ra đi, Thầy dặn lại những gì của bác mình phải ráng nghe lời Thầy, giảng kinh đọc tụng chiều mai làm theo lời chỉ ngày rày gặp ta. Cho nên Thầy đã cho biết là Thầy sẽ trở về cứu tín đồ, là Thầy sẽ trở về thâu cho con lo mắc nghiệp, Thầy sẽ trở về lập bản phong thần. Xin đừng có lắm phong việc phân dân, không Thầy cái hội phong thần ai phong. Cho nên Thầy sẽ trở về thâu lo mắc nghiệp, Thầy sẽ trở về cứu tín đồ, Thầy sẽ trở về gây cuộc hòa bình cho vạn quốc chư bang các bác. Tại vì ra đời bắc chiến, nổi tiếng từ bi lời lẽ ráng ghi thành công im thấm, có lắm người yêu. Sau này Đức Thầy sẽ trở về dùng phép, rồi Thầy nói là chỗ tài hai biển lấp non về, lúc đó là tất cả các nước đều quy phục Thầy các bác. Lúc đó là chư bang điềm tĩnh sĩ danh hiền, lúc đó là tất cả 18 nước điềm tĩnh là quy phục Đức Thầy với cô bác đồng đạo. Trong cái bài giảng màn quý mặt đó, Đức Thầy cho biết là dục thúc đạo đồng kiến thí quyên, chư bang điềm tĩnh sĩ danh hiền, sa di đông hải tri thiều nhạc, nam đỉnh ngọc đài lộ kiển tiên. Vậy nên là đến cái ngày Thầy trở về, Thầy dùng cái phép màu chỗ tài hai biển lấp non lìa về, lúc đó là Thầy lấp biển về non, là lúc đó là tất cả thế giới trở về quy phục Đức Thầy. Lúc đó là chư bang điềm tĩnh sĩ danh hiền, lúc đó là cái danh của Thầy mới là non sông náo nức, quý cô bác đồng đạo. Danh hiền sĩ non sông náo nức là sau này Thầy sẽ trở về hàng phục chư bang. Khùng mới nói chơi, chư bang hàng phục. Như vậy là cô bác cùng chúng tôi an tâm ráo gắn lo tu chờ đợi Thầy một thời gian ngắn nữa chứ không lâu các bác. Thầy nói là gẫm đây đến cuộc mây rằm chẳng xa, Thầy hẹn ít lâu ta cũng trở về, phiên cùng bổn đạo chớ hời lãng sao, muốn gặp Phật gặp Thầy trong ngày đại hội Long Hoa kỳ này phải ráng nghe lời của Thầy dặn các bác, bền gan chờ đợi ngày sum họp, gắn chí trông mong bữa tiệc khai, thiên địa từng quần gom một mối, phàm trần vạn kiếp kiến bồng lai, hay là thi tả cảnh bồng lai tại thế, mãi chần chờ e trễ kỳ thi. Cho nên Thầy nói là ít lâu Thầy sẽ trở về gần đây thôi quý bác, phiên cùng bổn đạo chớ hời lãng sao, trì lòng phải ráng quán là trì lòng hay là bền gan chờ đợi Thầy các bác, đừng bỏ Thầy, đừng bỏ cuộc, uổng lắm quý các bác đồng đạo. Ít lâu ta cũng trở về, khuyên cùng bổn đạo chớ hời lãng sao, chì lòng chứ có núng nao, từ đây nhân và vật mòn hao lần lần. Nếu mà quý vị giờ hiện giờ nhân và vật có mòn hao lần lần thì quý vị
cùng chúng tôi phải ráng gắng lo tu tinh tấn, tu mãnh liệt lên để đón thầy trở về các pháp. Thầy trở về để mình là xứng đáng là một người tín đồ ngoan đạo. Còn nếu mà mình tu giải đãi, tu chần chờ, tu mà còn lưỡng lự thì tới ngày thầy về thì chúng ta không được hưởng. Thầy nói thấy trần thế hỡi còn lưỡng lự, muốn tu mà còn hỡi chần chờ, việc thế gian như thể cuộc cờ, thắng với thối một hai nước tướng. Thầy cho biết là ngỏ lời nhắn nhủ khắp đâu đâu, dạng vật từ nay luống thảm sầu, áo não thương đời đã đói khổ, u buồn trăm họ vẽ dài câu. Vì vậy là để trở lại hai câu giảng đồng đạo hỏi, nay rừng bụi có người mở ngõ thì noi theo dấu thỏ đàn dê. Là đức thầy chúng ta là tuổi mùi đàn dê. Ý thứ hai nữa là cô bác còn thấy là ở trong rừng là có con dê là hiền quá quá. Những người người ta đi rừng là thường thường là người ta tìm theo cái dấu con dê con thỏ đi là bảo đảm chắc ăn. Tại vì cái dấu con dê con thỏ là hai con này đi là không có thú dữ ăn thịt. Cho nên nó là đi rừng mà ta thường nó tìm cái dấu con thỏ con dê này nó đi là an toàn bảo đảm không bị thú dữ. Cho nên cái ý thứ hai là cái ý con dê là hiền với cô bác đồng đạo hiền. Cho nên thầy ra đời, thầy dạy tín đồ là cũng không thèm chậm bạc tiền, quyết lòng tìm kiếm người hiền mà thôi. Tu là tu Phật tu tiên, tu cho rõ biết chữ hiền ra sao. Vì vậy cho nên là ý thứ hai là người tu theo đạo là phải hiền quý cô bác, quý vị. Ý thứ hai là phải hiền, mình phải làm như thế nào là hiền? Ăn hiền, nói hiền và làm hiền, tất cả những cái hạnh lìa hạnh lành. Thì muốn trở lại cái con đường hiền theo giáo lý của Phật, của Thầy, thì bây giờ cô bác phải trước là phải vào đạo là phải tập ăn chay. Thầy ăn chay ở thế gian này có nhiều hạng ăn chay. Và trong giáo lý Phật giáo Hảo dạy cũng có nhiều tầng lớp ăn chay đó cô bác. Nghĩa là cái ăn chay thầy dạy là từ đường đạo đức bước đi từ nắp. Cho nên mới vô đầu học, cô bác thấy mới vô đầu đứa học sinh phải học mẫu giáo rồi lên lớp 1, lớp 2, lớp chiếc lên tới lớp 12 lên đại học. Thì giáo lý Phật giáo Hảo cũng hướng dẫn mọi người tu cũng giống như vậy, ăn chay cũng giống vậy đó cô bác. Thầy nói là chay 4 bữa ấy là quy tắc của kẻ khùng chỉ dắt chúng sanh, là mới vô đầu lớp 1 mẫu giáo thì chúng ta phải dùng 4 ngày chay ít nhất. Trong bá gia nhiều ít lòng chay để giữ tròn trong nền Phật Pháp. Rồi tới lục thập chay, rồi tới là ăn tam quân ăn 1 năm 3 tháng, rồi tới ăn chay trường luôn. Nhưng mà đức thầy dạy tới rốt ráo là đức thầy nói là chữ Nam Mô Trì Giái giữ chay. Chay được tánh chay tâm mới quý, thì đạt tới đây là mới tới cái tột đỉnh của đạo Phật các bác. Chữ chay được tánh chay tâm này là cái chữ chay tâm là bình đẳng. Bình đẳng là giờ mọi người và mọi sinh vật đều bình đẳng với nhau, không nỡ giết hại các bác đồng đạo. Tại vì là có mối chuyện bên thầy đó, đức thầy là cho biết là tình yêu mà chẳng riêng ai cả, yêu khắp muôn loài lẫn chúng sanh. Cho nên là nên đem cái tình thương yêu nhỏ hẹp biến thành tình yêu thương rộng khắp muôn dân. Cái tình thương giả dối đổi da chăng, thương người cũng như thương thân mình vậy. Cho nên cái chữ cái tâm chay này là cái tình thương bình đẳng đối với muôn loài đều thương hết với quá đồng đạo. Có một chuyện mà ông Năm Lửa đó, mà ông giết ba con điệp đó. Thì ông Năm Lửa, tại sao kêu ổng là Năm Lửa? Tại vì ổng là tên Trần Văn Sói, nhưng mà cái tánh ổng nóng quá, ta mới thường kêu, ta mới kêu ổng là ông Năm Lửa. Nhưng mà đến khi mà ổng quy theo thầy rồi đó, lúc ổng nở kính đức thầy đúng không bác? Một ngày nọ ổng vũ mùng cho thầy, thì ông thấy ba con diệp nó cắn đức thầy máu no tròn, thì ông mới bực mình, ông mới lấy tay ông giết nó cắn, thì ông giết ba con diệp chết. Thì qua ngày sau không ai nói thầy, trên cái chỗ này là chỗ mầu nhiệm quá,
chỗ này chỗ mầu nhiệm, cái mẫu chuyện này là hết sức là mầu nhiệm. Thì trong qua ngày sau á, thì Đức Thầy và ông Năm Lẻ nói á, là tôi nói cho ông biết nghe ông Năm, con Diệp nó cắn tôi chứ không phải cắn ông, từ đây sau là tôi cấm không cho nó giết ông, giết nó nữa nghe. Vì vậy cho nên như thầy nói rồi bỏ qua, tới qua qua ngày sau ông Năm Lửa cũng giữ mồm thầy như thường lệ, thì ông thấy ba con Diệp cũng cắn no tròn nữa các bác. Lần này ổng không có giết nữa mà ổng đem ra phơi nắng, thì phơi nắng thì từ từ con Diệp, ba con Diệp nó cũng chết các bác. Rồi qua ngày sau không ai nói với thầy mà thầy vẫn biết cái mấy chỗ này hết sức là mầu nhiệm quá. Đức thầy nói ông Năm lần trước thì là ông giết người ta chết ngọt, lần này ông đem ra phơi nắng làm cho chúng chết một cái cách hết sức là đau đớn. Tôi nói con Diệp nó cắn tôi chứ đâu phải cắn ông, nhưng mà Đức thầy nói qua rồi thầy cũng bỏ qua. Rồi tới lần thứ ba, qua ngày thứ ba thì thấy cũng thấy ba con Diệp máu no tròn, thì này ổng đỡ trong cái tay ổng nuốt vô trong miệng ổng, ổng nói mày vô trong chúng bay vô trong bụng tao mà cắn đi. Rồi qua ngày sau đó thầy giờ ông Lửa đó thầy nói lần trước thì giết, lần sau thì phơi nắng, lần này thì nuốt luôn. Cái này ông giết ông nuốt ba viên thuốc này chắc bổ rồi, cho nên thầy nói qua rồi cũng bỏ qua các bác đạo. Vì vậy cho nên là cái tình từ bi của Phật lúc nào cũng chan hòa yêu khắp muôn loài lẫn chúng sanh, cái lòng từ bi bình đẳng không nỡ thấy chúng sanh bị chết. Vì vậy cho nên là từ năng giữ nhất thiết chúng sanh chi lạc, bi năng bạc nhất thiết chúng sanh chi khổ. Tâm từ của Phật thường ban vui chúng sanh, tâm bi của Phật là thường cứu khổ chúng sanh. Hôm nay Đức Thầy Ngài cho biết là tâm từ bi sánh thở ngọc ngà, trong các báo khó bì tánh thiện. Vậy cho nên là khi mà muốn chúng ta trở lại cái con đường hiền theo đạo Phật thì các bác phải ráng cố gắng tập ăn chay trước nhất. Mà ăn chay là thầy dạy tới là chay được tánh, chay tâm mới quý. Muốn được chay tánh thì cô bác quý vị phải có lòng từ bi thương người và mến vật. Ăn chay để tỏ dạ từ bi, không đành sát vật nuôi thì khẩu ta. Tai nghe nghe chúng nó kêu la, ai mà cắt cổ lột da cho đành. Dâng lời Phật cấm sát sanh, khỏi mắc quả báo lòng lành được tăng. Vậy cho nên là cái người mà đạt tới cái tánh chay đó thì phải có lòng từ bi, không nỡ giết sanh vật để mà tai nghe chúng nó kêu la, ai mà cắt cổ lột da cho đành. Cho nên là lời cổ xưa cho biết là kiến kỳ sanh bất nhẫn kiến kỳ tử, dân kỳ thinh bất nhẫn thực kỳ nhục. Có nghĩa là cái người mà có duyên lành, có tâm lành thì người này là không thấy chúng sanh sống chứ không để thấy chúng sanh chết, thấy những con vật sống chứ không nỡ thấy nó chết. Phần thứ hai là dân kỳ thinh bất nhẫn thực kỳ nhục, là tai nghe chúng nó kêu la không nỡ ăn thịt cô bác. Vậy cho nên Phật dạy tai nghe chúng nó kêu la, ai mà cắt cổ lột da cho đành. Khi mà mình giết các con vật nó cũng kêu la lắm cứ quát, mà nó kêu cứu tôi vì vậy. Và Đức Phật Ngài có nói trong đoạn kệ: thay lền trong canh ngọt, oán hận thấu trời xanh, tiếng kêu trong lò thịt gây thành lửa chiến tranh. Cho nên những cái tiếng kêu ai oán của các sinh vật, mà nếu những người nào ai mà đạt tới lý tâm chay thì không nỡ sát hại quá, và còn kiếm cách bảo vệ sanh vật nữa. Đức thầy dạy sanh vật cũng có linh hồn, cũng có thân xác, cũng biết tìm lẽ sống còn như nhân loại vậy. Thế nên ta hãy tha thứ cho chúng, hãy dung dưỡng chúng. Cái mẫu chuyện mà bắn cò đó với các bác đồng đạo, quận Tân thì Châu là xuống bắn cò, nhưng mà đức thầy khuyên các bác. Rồi hai ông mới khi Đức Thầy khuyên ông hai ông một hồi, hai ông nói tại vì là cậu Tư có lòng từ bi khuyên, nhưng mà hôm nay là cái lệnh trên, chúng tôi không thể nào mà sái lệnh được, cho nên hai ông vô bắn quá.
Chú bác mình thấy là cái gì, cái chủ ngũ chuyện bắn cò rất là màu nhiệm, 16 viên đạn mà đạn chài đó, theo như mà bày cò ở nhà trời ở tổ đình đó, lúc đó lúc thầy ra đời đó, bày cò nó có tánh linh với cô bác đồng đạo. Mỗi chuyện bắn cò, mỗi chuyện đó hết sức là bầu nhiệm luôn. Cô bác mình nghe lại chuyện bên thầy, mỗi chuyện bắn cò, cô bác mình thấy hết sức là cảm động, màu nhiệm vô cùng. Là khi đức thầy ra đời khai đạo ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão rồi đó, cô bác mình thấy đức thầy khai đạo rồi đó, lúc đó rồi là bày cò đó, biết có Phật ra đời cô bác. Cho nên bầy cò là thú, con thú, nhưng mà nó biết có vị Phật ra đời, cho nên nó mới chúm nhau, nó trở về nơi tổ đình làm ổ rất là đông các bác ông. Cho nên cái mẫu chuyện bầy cò mà về tổ đình làm ổ là cái mẫu chuyện là hết sức là màu nhiệm, là mấy con cò này là có tánh linh, nó biết trước đó. Biết trước có vị Phật ra đời bảo bọc che chở chúng, cho nên chúng mới dám trở về tổ đình để họ làm ổ nữa đó, rất là đông. Bởi vậy thầy dạy ra cõi này hai chữ bảo an. Bảo an là bảo bọc chở che cho muôn loài của các bác đồng đạo. Cho nên các bầy cò này biết được Đức Phật ra đời để bảo bọc chở che cho muôn loài rồi, chúng mới vững tâm để mà trở về tổ đình họ làm ổ nữa, rất là đông. Mà hai tên này dân lệnh của chủ quận Tân Châu xuống bắn cò là lãnh 16 viên đạn, đều là đạn chài, đạn mà theo như cò mà đông hàng loạt đó, bắn ra một viên đó là có thể chết hàng loạt cò đó các bác. Nhưng mà màu nhiệm khi tới gặp đức thầy, thầy khuyên hai ông nói: cậu Tư vì tình từ bi mà khuyên chúng tôi cũng nghe, cũng hiểu, cũng động lòng, nhưng mà lệnh trên ra lệnh cho nên chúng tôi không thể nào làm cách nào khác được, cho nên vô bắn của bác. Bắn của bác là hết 15 viên, bắn đùng 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 rồi bắn lên một cái đùng, tự nhiên bầy cò bay lên rồi đáp xuống không chết con nào. Mà trải qua 15 viên đạn chài như vậy, theo như mà nếu mà không có sự chở che của đức thầy thì 15 viên đạn chài này bắn đó là không biết bao nhiêu hàng loạt cò chết với bác ông đạo. Mỗi chuyện bên thầy, mỗi chuyện bắn cò này hết sức là hay. Rồi đến khi bắn xong rồi á, là không chết con nào, hai ông ra mới buồn gặp thầy, thầy khuyên lần nữa: hôm nay á, là hai ông á, là kiếp trước cũng có cái duyên lành, cho nên hôm nay mấy ông lãnh nhầm đạn giả. Đây là đức thầy dùng, đức thầy nói đạn giả chứ thực chất là không phải đạn giả, tại đức thầy dùng cái huyền diệu để che chở cho bầy cò. Nhưng mà đức thầy nói với hai ông vậy đó, hai ông vốn tiền duyên có kiếp trước có căn lành, cho nên hôm nay hai ông lãnh nhầm đạn giả cho mấy ông bắn không chết. Chớ nếu mà mấy ông lãnh nhầm đạn thiệt rồi mấy ông thấy cái cảnh đi, mấy ông bắn chết đi, cái cảnh mà cò mẹ chết rồi cò con còn trong cái, cò con còn trong cái ổ, cò có con thì chưa nở, còn trứng cò nằm trong cái ổ này kia, những cái cảnh thảm họa trong khi mẹ cha nó đã chết mà còn những cái ổ con, những cái ổ cò mà nó còn đang chiêu chích, rồi không ai chăm sóc nuôi dưỡng, rồi lạnh lẽo chết, có trứng thì chưa nở, rồi có con cò thì phải, còn con thì phải chết từ từ, rồi cái cảnh chồng xa vợ, con xa cha như vậy, rồi cái thảm khổ như thế nào. Khi đức thầy, hai ông đi ra, đức thầy nói lên một cái cảnh đó một cái nữa thì hai ông hết sức là buồn rồi đi ra về của bác. Thì cô bác mình thấy là người tu, đức thầy kêu chúng ta phải ráng cố gắng là trong bái gia nhiều ít lòng chay để giữ trọn trong nền Phật pháp, rồi đạt đạt tới cái lý đột đỉnh của đạo Phật là chữ Nam Mô Trì Giới Giữ Chay, chay được tánh, chay tâm mới quý. Thì muốn được chay tánh thì quý vị phải có cái tấm lòng giống như lời thầy dạy, phải có cái lòng từ bi thương người và mến vật. Vậy cho nên cái mẫu chuyện ăn chay nhiều, có nhiều việc cũng màu nhiệm, chúng tôi đã kể lại vài câu chuyện của bác mình nghe để mình kết thúc cái chủ đề. Thì là có cái ông chú này, ổng là người ăn nhậu cũng là hết sức là ăn nhậu lắm, cô bác ăn chơi ăn nhậu lắm. Nhưng mà cái duyên lành, một ngày nọ duyên lành đã đến, ổng đi câu cá, quá thấy ổng tét con cua ra, rồi ổng dòm thấy con cua nó rung bãi 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 bãi, rồi ổng tự giác, ổng thấy là mình đó, là hôm nay vì cái miếng ăn của mình mà mình thấy là những cái con cua nó đau đớn, nó rung cầm cập đau khổ vậy. Rồi từ đó sao phát tâm ăn chay, ăn chay thời gian, các bác thấy ông đi ông cầm cái dao ông đi chặt
cây này cây kia đó mà đứt và cái tay, gọi đi ra nhà thương giá lại. Ông mới suy nghĩ nói mình chỉ có đứt chút xíu gì mà mình đau đớn chịu không nổi, mình phải ra nhà thương chích thuốc tê rồi mình giá mai lại. Huống chi mà mình cắt cổ con gà con vịt, mình đập đầu con cá này con cá kia, rồi mình lóc thịt lột da chúng mình ăn, như vậy là nó đau đớn như thế nào. Cho nên là đó là rõ ràng là ông chú đó ông phát tâm ăn chay là do nguyên nhân ông xét được như vậy đó bác. Ông tét con cua ra để mà ông câu cá đó là ông thấy con cua nó rung cầm cập cập gì đó là ông thấy ông giác ngộ. Cho nên vì miếng ăn của mình mà làm cho biết chúng sanh phải đau khổ như vậy. Còn có cái chị này là chỉ cầm cầm cái giọng cái con cóc đó, ra để cắt cổ, mà các bác thấy mấy con cóc cắt cổ các bác thấy thảm, nó đưa hai tay lên nó đỏ gì, những con cóc con như ếch con nhái đó khi mà mình mà cắt cổ nó đưa hai tay nó đỏ gì. Cho nên cái chị này là mới cắt cái con đầu tiên rồi mà chỉ thấy hoàn cảnh vậy thôi, vì cái miếng ăn của mình mà thấy những cái con này nó cũng biết ham sống sợ chết, nó đưa tay nó đỏ như vậy là nó kêu đừng giết nó nữa, đừng giết nó. Cho nên chỉ thấy hoàn cảnh như vậy mà chỉ giác ngộ. Rồi có người thấy là bằng mằng con cá, nhiều cái con cá mằng ra, các bác còn thấy mằng ra rồi để xuống cái rổ đó mà nó còn lội đó. Như vậy là nó là cũng có ham, nó cũng có tánh linh, nó cũng có biết ham sống chờ chết còn như nhân loại vậy. Thế nên ta hãy tha thứ cho chúng và hãy dung dưỡng chúng. Rồi có cái ông này, ổng ngày đó một ngày nọ ổng đi xách cái thùng đi ra đồng để tác 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 dũng. Hồi xưa là cá lắm, thì trên đường ổng đi ổng thấy tự nhiên cá lóc ở ngoài mà kinh phóng vô. Ông nói à thì hôm nay là ngươi nạp mạng cho ta, thì ông mới ngồi xuống ổng sẽ sạn ổng tát ổng bắn cá lóc, thì ông thấy tự nhiên cá lóc nhảy ra. Rồi á là ông mới nói, ủa tại sao ngộ vậy, tại sao mới nhảy vô rồi nhảy ra. Rồi là ổng mới sửa sạn tát thì bắt đầu thấy ổng mới sao nói sửa là bỏ dọn đi, tại thấy cá nhảy ra rồi tính đi chỗ khác. Thì ổng vừa dở bước chân đi thì ổng dòm cá nhảy vô nữa. Ông nói ủa sao ngộ vậy, thì ông dòm thấy ông vô nó ngớp 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 con của nó trong đây các bác. Tại vì là nó cá nó lóc nó bẻ đẻ cái bè lòng lòng rồng đó, rồi là con của nó đang bị trên khô cạn là sắp chết rồi, nó trong đây nó ông nó đã thoát được ra ngoài rồi, nhưng mà con của nó còn trong đây, nó phải hy sinh, nó phải hy sinh, nó không sợ chết mà nó nhảy vô để cứu con đó. Rồi ông này ông thấy là nó nhảy vô nó hớp con nó, rồi nó nhảy ra nó nhả con nó, rồi nó nhảy vô nó hớp mà nó không có sợ người ta luôn. Lúc đó là nó, con cá lóc mẹ nó liều luôn đó các bác, vì con của nó mở liều luôn đó. Vì vậy cho nên ổng mới thấy được cái hoàn cảnh là thú vật mà nó còn biết thương nhau bảo bọc con của nó như vậy, mình nỡ nào vì cái miếng ăn của mình. Cho nên từ đó sau ổng trở về nhà ổng giác ngộ lo tu hành các bác. Vì vậy để trở lại hai câu giảng của đồng đạo hỏi là nay rừng bụi có người mở ngõ thì noi theo dấu giò thỏ đàn ghê dê. Thì dấu thỏ đàn dê là ý nói là phải đi theo đường lối của thầy hướng dẫn của bác, giảng kinh đọc tụng chiều mai làm theo lời chỉ ngài rày gặp ta. Tại vì đức thầy ngài ra đi ngài có dặn lại là ít lâu nó cũng trở về, mà muốn ngài thầy trở về mà chúng ta được có mặt trong ngày đại hội Long Hoa này thì cô bác cùng chúng tôi phải ráng gắng trở lại cái con đường lo tu. Tại thầy cho biết là hồng trần cảnh khổ xiết bao, phiên trong lê thứ bước vào đường tu, tu kiếp kiếp nếu không quá trễ, chừng đối đầu khó kiếm điên khùng, cứu lương hiền chẳng cứu người hung, kẻ gian ác đến sau tiêu diệt. Thì cái phần luận giải hai câu giảng của đồng đạo vừa hỏi đến đây chúng tôi cũng xin kết thúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.